nước nó ghê, nó sợ, nó ghê, yếm. Ai ghê quá. Có. À cái chạm ở giữa là để đi cái chiều đó. Có. Đang đá mưa kìa đâu. Đang đá mưa. Đẹp. Đẹp. Đang đá mưa. Thank you. Kinh tế Malaysia nó không cho phép mình sinh nhiều. Không, ở Việt Nam tại chỉ nó ở các con thấy ở Việt Nam cũng không có nhiều đến mức như vậy thì đúng chỉ rồi. Là nhiều khi là do kinh tế, còn ở đây kinh tế đủ nên là người đây sinh thoải mái. Gia đình của tôi. Gia đình. Thank you.
mà. Em đưa máy em cho anh chuẩn bị chụp cho con kiểu. Con vô đi, con chụp cho nè. Con tặng máy con chụp kia dùm cô cái nha. Dạ. Ok vậy bao nhiêu luôn nha. Ờ bao nhiêu. Thôi sao nè, ngoài cái việc đó là kiểu như hơn như kiểu con thái và con thủ của Malaysia. Chỉ còn những chuyên gia ba ba của tổng chính quyền liên bang của Malaysia này. Malaysia có tổng thống từ ba bên kia như đó nè. Nghĩa là tượng trưng cho chính bang của Malaysia là đại diện một bất cứ năm năm là lên làm vua quốc của Malaysia cứ năm năm thay đổi hết ngày lớn kia. Còn cái này đây là một cây Malaysia là biểu tượng của bang Malaysia. Còn đây là chim của sự biểu tượng cho bang Sarawak. Còn đây là cây cỏ dầu tượng trưng cho bang Penang. Còn đây là cái cương phong kiền tượng trưng cho bang có ý sự quân siêu bình Sapa. À còn đây giờ mình biết cái gì không bạn? Rắn trời, rắn đâu đây mà rắn hả? Hoa gì đó mình thấy ở đây họ trồng rất là nhiều. Đây là cái hoa dâm mục ở bên mình là cái hoa mình thấy là trên tàu tiền của Malaysia nó cũng có cái biểu tượng của hoa dâm mục. Mình nhìn thấy trên đây ha, ở đây là những cái tượng con này được dân hai là theo rồi. Thank you.
Để đi, 1, 2 chụp hình nữa. Nếu mà Thank you.